Trời trời, con bị gì nữa vậy? Em nhìn em thấy sao hỏi quánh banh con mắt luôn chứ gì. Rồi làm gì bị đánh hoài vậy? Ở ngoài chợ có thằng kia nó làm mất cái bóp. Đứng nó la làng cái buổi mày á. Nó la coi có ai lượm được cái bóp mất 2 triệu của nó không. Thì nó mất 2 triệu thì nó 2 triệu chứ có gì đâu. Rồi sao nữa? Sao chăng gì? Cái bóp của nó cũng 150 ngàn ha. Mà nó dám nói mất 2 triệu. Trời ơi, con người gì kỳ vậy? Mất tiền rồi nó thiệt đi, người ta hư người ta trả cho. Thì anh tức cái chỗ đó đó. Anh lại anh chửi thẳng mặt nó luôn mà. Nó đánh anh vậy luôn nè. Mà ông chữ cái gì mà nó quýnh ông dữ thằng vậy? Thì anh nói cái bóp của mày có 150 ngàn à, mày dám nói mất 2 triệu. Rồi sao không biết trong bóp nó có 150 ngàn? Anh lượm cái bóp của nó mà sao anh không biết được? Trời ơi, trời cha cha. Chứ không thương xót nổi à.